Hello, xin chào mọi người đến kênh Naha Vlog nha mọi người. Hôm nay lâu lắm rồi. Làm gì em chưa quay clip. Rồi làm gì đứng gần cái gì vậy? Không biết. Cô nhớ lắm hả? Không biết coi. Thì mình đi đi đảo 3 ngày rồi mới về mọi người. Thì Hân biết mình đi đảo cực khổ cho nên bữa nay Hân có nói cho mình một cái món. Bây giờ em về ba. Em về ba. Bút cỏ em bây giờ. Nó giỡn rồi mọi người, chứ bữa nay mình và Hân sẽ chế biến một cái món ăn để cho mọi người xem với lại ăn bồi bổ một cái ngày gọi là 3 ngày chứ không phải một ngày, 3 ngày đi đi côn đảo không, ra ngoài đảo. Nhưng anh ăn bồi bổ. Ai cho? Bây giờ mình sẽ đổ mấy cái này ra ngoài gỗ nha mọi người. Đổ đi đâu? Này đổ gỗ đúng không? Gỗ đúng không? Đưa qua đây, rửa xong rồi anh gọt nấm rơm đi. Cái bọc nấm rơm ở trong em. Ở đâu? Ở trong cái bọc vàng đó. Ok, bây giờ mình sẽ gọt nấm rơm. Bây giờ mình sẽ gọt những cái phần dư thừa của cái phần nấm rơm này mình bỏ cho mọi người. Ví dụ nè, đây quay cận cảnh ở đây nè. Đó. Không biết mình biết mà mình bị đặt chỉ người ta. Mình làm chứ mình không có nói chỉ. Trời ơi trời. Có gì luôn không? Gọt hết cái bịch này cho mọi người là mình sẽ được ăn. Cái nào bự quá chị em đôi. Cái này là bắp non này mọi người, mình sẽ để vô lẩu cho nó ngon nha. Hồi chiều mình mới đi chợ mua. Thì chắc nấm rơm đó chắc 10 năm nữa mình mới có ăn mọi người. Tại vì nhá mất vừa quay vừa làm vừa live stream mà chắc 10 năm nữa mới có ăn mọi người. Đây là cái nồi lẩu mà mình nấu rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ nêm lại thử thôi. Chắc cái này thiếu đường á. Để nêm thử thôi. Ba thì đang điện cu đô, hối cu đô ngoài trước mọi người. Mẹ đi đó, em nấu lẩu xong rồi đấy nghe. Anh không có biết lạc thiệt này chứ. Bình thường anh ăn sao vẫn lạc vậy? Cái này có tước ra liền hay hồi bữa mới tước? Tước ra liền. Tước liền rồi nó còn dính lại sao? Nè. Thì tước chứ nó sạch. Trời ơi, tước sạch này biết nào. Thôi mẹ. Cái này lạc sao mọi người? Cái này là mình mua cái sốt lẩu Thái ở ngoài chợ sẵn á, mình về mình nấu. Chứ nấu cái vị chua này thì nó hơi khó với mình. Để mình nêm thử á. Dở nó đại. Im đi. Chợ mà cũng có người ăn hoài. Nhà sẽ để đường. Hết cái chua. Hai muỗng thôi. Rồi để lát mình sẽ nêm lại nha mọi người. Hôm nay mình sẽ nấu món lẩu cá tầm. Cá tầm này thì mình đã sơ chế được xong, mình cắt mình để bên đây nha. Nó lát mình sẽ để vô lẩu. Để ăn. Sớm giờ nằm đợi anh Tấn chuyển lên ăn. Điện lại câu nói không lên luôn rồi. Nấu cái nồi lẩu trà bá nứ này rồi bây giờ sao đây mọi người? Giờ anh ăn hết. Nè, nồi lẩu trà bá luôn này không? Đó, có cá rồi, ngon lành không? Ngon lành. Ngon lành thì ăn hết luôn. Đây cái ghẹ nữa nè. Nó hấp xong chưa? Chưa, ngâm lại đó. Dẻ nè mọi người. Dẻ mình mua ở ngoài Hồng Sơn về nè. Đó. Giờ hai đứa ăn hết luôn. Giờ ăn với ba. Hai đứa ăn với ba. Thật là buồn, chán. Đúng rồi, mơ là thấy có đềm rồi. Sao vậy? Như đây rau nhút là thấy có đềm rồi. Rồi một đống rau khác chị không lẽ ăn rau nhút không? Tính người ăn rau nhút thôi. Là cái này anh ăn cỡ 10 cộng, em ăn 10 cộng, 3 ăn mười mấy cộng là ok á. Em không có ăn rau nhút, ăn nhiều lắm. Em không biết ăn rau nhút hả? Em biết ăn nhưng em không có ăn, em nhường. Thế thôi anh ăn chưa? Thua rồi. Lẩu cá tầm này ngon đó mọi người. Thiếu người ăn chung thôi. Tại vì nấu hơi nhiều, mọi người ban đầu dự tính chiến sẽ lên. Mà ai ngờ không lên luôn, bắt đầu nấu một nồi ê hề ê hề. Không ai ăn hết. Ăn 5 ngày chưa hết. Ngon. Ăn gì ngon vậy? Bưởi ngon. Rồi bưng đồ ra đi. Ủa nãy giờ không nói lên. Để hâm lên nè. Rồi bây giờ bưng ra ngoài ăn nha mọi người. Mới nói ra quê là không lên. Ai về cũng lên. Vì hôm về em ơi. Trời chứ. Tự đỡ tốn mấy thứ cá rồi chứ. Ủa đồ trong tiền hết. Đây.
Thì mặc kìa, mặc kìa. Mặc mấy bộ vậy? Trời Út nè, chứ không phải ai đâu mà quậy chú khác. Trời ơi, chào ông ơi, ai vậy? Chào cô chú ơi. Xin chào cô chú ơi. Nè, cô đâu chào cô chú ơi. Xin chào cô chú. Dạ. Đi vô cho ngoại nè, đi vô đây nè, mọi người nhìn ông ngoại nó thấy nó. Ủa? Ủa? Thảm hổng lên. Này. Này. Hả? Người ta mời. Sao người ta mời? Trời ơi, lại nhờ mày, trời ơi. Mày ông ngoại là lại dính gì sao mày? Ngờ, trời ơi, không lên buồn bây giờ. Trời có người ăn lẩu chung rồi, ok. Đỡ cái này ăn. Để đi. Wow. Dở không? Wow. Đi. Nè đổ. Trời ơi, đánh nó bự chứ. Ừ. Nó cái đầu mà. Nè. Im chưa? Khùng hoài đi. Thế ngoài mình có là chạy giết rồi đó, nằm cứ cắm đầu vô liền đó. Quá đã, có người sử thích lắm cái tầm này. Cái tầm này em mua bên Australia anh Tư. Xạo chó, xạo chó. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người cùng gia đình mình thưởng thức cái món lẩu cá tầm. Cá tầm á. Mời ba. Ba ăn liền không anh? Hỏi liền mà. Đây, đánh cho ba mấy cá tầm đi. Bà hỏi coi. Cá tầm chín rồi đó, nhắc cho ba hỏi liền. Ba. Hả? Ba nữa, chín rồi. Bây giờ ba ăn cá tầm chưa ta? Cá tầm như... Mấy ba ăn chưa? Chứ ăn đồ không nhớ quá rồi. Cá nhám có rồi, chứ cá tầm này ăn nha. Cá nhám hả? Ừ, cá nhám á. Nhám cái rồi. Nhám được cái, ta gọi là cá... Cá nhám, rồi cá mớ này kia con. Cá mớ, cá bớp. Cái gì nhám ta? Cá nhám, cá mập con. Cá nhám, từ từ, cá này luôn nè. Cá này mới có cái gì vậy? Cá tầm. Không ngon nha. Không ngon hả? Không ngon nha. Đi các bạn không ngon. Ngon ngon ngon. Ok. Không ngon là không ngon. Ngon thì không ngon. Thôi bố ngon nha. Thơm. Thơm mà dai nha. Thơm mà dai các bạn. Thơm dai. Đây mình sẽ thử nha. Đây mời mọi người nha. Cái sứ thịt nó mình nhìn thì giống tự tự như cá bớp nha mọi người. Nhìn thì tự tự như cá bớp. Thế chết mà quên. Ngon. Thịt nó thơm ghê luôn á. Trời ơi, khỏi cái khó gì kìa. Thịt nó thơm lắm mọi người. Mọi thấy nó thơm không? Thơm á. Thơm, ngọt dày. Thơm cực kỳ luôn. Ngọt nha. Thơm, đầu bếp này nấu nước lẩu thịt nè. Trời ơi, trời ơi. Gai lắm, gai lắm. Ok. Nhỏ nó một cây cũng thiếu cái trời. Nó mà hề hề mà đụng tới cái cửa nào mà nó gặp một cái là nó đóng liền. Đi tới nhà chị cho gặp cửa là nhà. Gặp cái cửa là nhà đóng liền. Cái giống ba nó làm cửa nhôm sắt rồi. Cái này là cái này là ghẹ mua ngoài Hồng Sơn vậy nè mọi người. Một cái này mình mua sao đét nha. Ký nhà chắc ngon. Sao không còn chắc quá. Thức đá vậy mọi người mà để qua nay nữa. Mà mọi người miếng cá tầm nha. Con cá tầm ăn ngon, con cá nấu lẩu được được đâu. Chắc nó béo, nó giòn ăn ngon, nó béo quá, nó béo rồi. Béo quá cũng là cái tội thôi mà, béo quá ăn ngon. Con cá thì nó béo mọi người. Béo mà nó cá là xương là cũng dăng nữa. Đó, dạ. Nó được ngoại nó tặng hai con bự lắm nên là nhà mình con bự lắm thì ta mà con cá được đó, nó giòn, cá chín giòn, nó giòn mà nó béo nữa. Rất được cho bao chưa? Rồi, mời tất cả mọi người ăn miếng cá tầm nha. Cá tầm thấy ngon vậy nhiều quá. Cá tầm này nó mình mua cũng lâu rồi mọi người, nhưng cũng là cá tươi cũng để từ lâu rồi. Lâu rồi mà vẫn còn ok lắm á. Chưa nước đá hả nhỉ? Hôm trước vậy. Vậy nè, không nghĩ là mới qua giờ mà nó bủng nhanh như vậy. Em không nghĩ là bủng nhanh tới vậy luôn.
Tại hồi trưa này về em gò với thịt nó vẫn còn chắc lắm luôn á. Ba ga mồi Hồng Sơn mùa này á, không phải như mùa này khách du lịch ít xíu à. Rồi vẽ người ta nhập cũng ít nữa. Mùa này mùa mưa bão mà đánh bắt với lực người khách lực cũng ít lắm. Bà thấy vậy với ngoài á, người ta mùa này đâu có mưa. Không phải hả? Không phải. Anh đi mấy bữa nó gọt cái này nhả ngon rồi, đi dính mưa bão rồi. Tại con nghe xuôi là nghe cái bữa đó nó mưa chứ không phải là mùa mưa. Bún luôn à. Bún hẳn luôn. Vẽ hết ngon. Bữa mình đi là ngay bữa đó là tính đi lặn. Nhưng mà cái mưa mọi người, mưa cái bể cái quạt trơn luôn mọi người. Tính đi lặn giấc tối đó rồi lên rồi chế biến đồ ăn luôn nhưng mà. Ê, cái chổng còn cái nồi gì kìa quên nữa. Rồi cái nồi nghe nấu rồi. Xong rồi bể cái quạt hết luôn. Thành ra sáng mua đồ về luôn. Ở bên đám ấy đảo Hòn Sơn Nam Du nữa mọi người. Thì khi mà giấc tối mọi người lặn xuống á thì sẽ có rất là nhiều rất là nhiều hải sản rồi luôn, ghẹ đồ nó ra nhiều lắm giấc tối. Đợt trước mình đi anh Tuấn bắt ngất chưa? Cái tính đợt xem mình đi cái mưa xong luôn. Bụng rồi bơi. Mà nó ăn được, cái nóng nó hôi ăn được. Mà nó không ngon. Không ngon, hết ngon vậy tôi vậy nó chết rồi. Ngon không mà ăn dữ vậy? Ngon chứ. Bồi bổ gì được không? Đã. Đi nữa hả? Về. Đi nữa hả? Phải đi rồi. Về. Đi về đi được bồi bổ nữa. Trời. Đâu ra hoài vậy? Vậy làm lừng đi hoài luôn hả gì hả? Làm lừng gì tao đi công việc chứ đi chơi rồi. Thì nói chung là gia đình mình ăn nó cũng ok mọi người, cái món lẩu hôm nay thì nó cũng ok mọi người, cá thì cũng ngon mà có tiếc cái là hôm qua ghẹ mình quên luộc đó mọi người, xong cái bây giờ thịt nó không có ngon lắm. Để đợt sau đi lần sau nhớ nhớ em luộc trước khi ấy chứ để lâu quá là nó sẽ bị mềm thịt đó mọi người, nó bị bủng, nó không có thơm, không có ngon nữa. Thì cảm ơn mọi người nãy giờ đã xem hết cái video của gia đình mình ăn uống buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này vui thì hay thì để lại cho gia đình mình một like với một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Bữa giờ cũng đang hóng nút bạc về để ăn mừng nên là mọi người thấy mọi người cũng hỏi nhiều nên là nút bạc đang về, Hân cũng nôn như mọi người thôi mọi người ơi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.